Vậy là mình mổ mấy con rồi? Một con. Dạ ha, để em thử nhé. Chữ nhỏ không có đọc được không? Chữ to to. Để hôm nay đồng sẽ test thử coi cặp mắt của ông có thử thật không? Có thấy không? Thì cái tôi đoán đó, mà kiếm 10 mấy triệu là tôi về quê tự giác đó. Kiếm một số tiền để cho nó mua cái hòm thôi. Nói thiệt. Nói chung là tiền thì tôi không có cho ông thiệt. Đếp chơi. Không có cho tiền nhiều, nhưng mà gạo tôi cũng có cho nuôi gạo hàng tháng. Bệnh hoạn tôi lo, tôi cũng có lo, nhưng mà nói thực tế là mấy năm trước thì chỉ thấy có thằng con trai. Rồi sao mà bây giờ không biết nó còn hay là nó lưu lạc đâu mất tiêu luôn em ơi. Bỏ 5-7 năm nay luôn. Ở Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng gửi lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Long An. Hôm nay thì sẵn tiện có chuyến đi thiện nguyện gần đây, quý cô chú anh chị, Đồng ghé thăm lại hoàn cảnh của ông Láo. Nói về hoàn cảnh của ông Láo thì rất là thương tâm, bị con vứt bỏ lại sống trong căn chòi sụp xuệ ngay bên cái bờ sông, quý cô chú anh chị. Ở những video trước khi Đồng ghé thăm ông Láo thì căn chòi sụp xuệ và nó nghiêng xuống dòng sông rồi, rất là nguy hiểm đến tính mạng của ông Láo. Khi Đồng đăng tải lên thì nhận được rất là nhiều sự yêu thương của quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị. Do vậy hiện tại thì Đồng cùng với anh Giàu, chị Phượng đã sửa lại căn chòi cho ông. Và gần đây thì Đồng có nghe được thông tin là những người con của ông quay trở về đây để đón ông đi. Liệu câu chuyện đó như thế nào? Có phải là tình thương hay là có một cái vấn đề gì khác? Và tiếp theo đó là chị Phượng cũng như anh Giàu có gọi điện cho Đồng đã là nói đã đưa ông cụ đi lên chỗ Sài Gòn, quý cô chú anh chị, khám mắt và tai và đã tiến hành mổ con mắt của ông. Liệu hiện tại thì kết quả Đồng cũng không biết như thế nào. Bây giờ Đồng kính mời quý cô chú anh chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Thì đây là cái căn chòi ông cụ sống, quý cô chú anh chị. Trước đây thì không được là một cái căn chòi mà bằng tôn, bằng sắt chắc chắn như vậy đâu. Trước đây là một cái căn chòi bằng lá tranh, lá dừa sụp xuề đổ nát. Em chào anh Giàu. Cho em gắn cái mic trò chuyện anh xíu. Thì đây là một người anh cũng xuất hiện trên kênh của Đồng cũng mấy lần rồi, là anh Giàu. Anh Giàu thì là người địa phương ở đây. Anh Giàu cũng như chị Phượng cùng với bà con ở đây thì đã cưu mang ông Láo suốt mấy chục năm nay anh Giàu ha. Đúng rồi. Dạ. Tại vì ở đây ông cô đơn mình có con mà cũng như con bỏ đi rồi làm ăn rồi. Ở đây thì anh cứ chạy tới chạy lui chăm sóc ổng. Dạ. Thì đợt trước thì em ghé thì đã hoàn thiện xong căn nhà đúng không anh? Hôm đúng nay rồi. Thì có cái điều mới, đó là đợt trước thì anh em mình nói có mở cho ông một cái mở cửa sổ. Dạ. Thứ nhất mở cửa sổ này, thứ nhất là cho ông gió vào thoáng. Thứ hai là chị Giàu thì nhà phía bên kia, xin lỗi, chị Phượng nhà bên kia thì có thể lâu lâu thì ngó qua ông, coi ông có sức khỏe như thế nào. Đúng rồi. Là cái này là mới làm đây rồi anh? Mới làm rồi. Dạ, cái này mưa thì sập được xuống đúng không? Được. Dạ. Cái này chống này. Chống. Mưa là sập xuống. Chống lên. Giờ bữa giờ thì sức khỏe của anh Giàu như thế nào? Nói chung là sức khỏe cũng tốt. Dạ. cũng khỏe. Dạ. Rồi là em nghe nói là hôm trước thì em ở Bình Dương thì nghe người con của ông Láo á, có điện cho em là nói anh Đồng ơi, anh cùng em đi xuống thăm ông Láo để em rước ông Láo về. Thì hôm bữa đó thì những người con có xuống đây không anh? Có, hôm lúc đó là nó cũng có xuống rồi nó cũng vận động, nó rước ổng mà ổng không đi. Sao ạ? Là ổng không chịu, ổng nói thà ổng ở đây chứ không theo tụi nó, tại tụi nó giờ sống nhà trọ. Cuộc sống nó sống nhà trọ rồi nó lên trển, ổng sinh hoạt không được. Rồi ổng nói có thương ổng thì mấy đứa cứ gán làm có tiền cho ổng vài trăm triệu thì cũng được, chứ ổng không chịu lên trển. Em với quý bà con cô bác thắc mắc có một điều là
sau những lần trước đây mà khi mà chưa đăng tải video lên, khi mà ông lão chưa có ai giúp đỡ thì sao những người con không quay về mà có ngỏ ý đón ông? Sau khi em đăng tải video lên thì những người con mới quay về. Chắc có lẽ là tụi nó bị người đời người ta nói là bỏ cha bỏ mẹ, rồi tụi nó mới suy nghĩ lại cái chuyện đó, là cái lòng hiếu thảo nó mới có quay về thôi. Chứ nói thực tế, nếu mà không có lên cái clip, rồi không có mạnh thường quân mà hỗ trợ này, thì không có lên clip cộng đồng mạng này thì chia sẻ này, thì chắc có lẽ là con của ổng thì chắc cũng không có tìm tới ổng đâu. Yeah. Theo như là anh biết vậy, nhưng mà theo như anh nghĩ, mình cái gì cũng phải có cho một cái cơ hội. Bởi anh nói với tụi em bữa hổm lên mổ trên bệnh viện đó, là mổ mắt cho ổng, nó có lên, nó có qua thăm thì cũng có vòng xuống đây khỏi nắng này caravan, ba đứa con gái, rồi thằng con có qua thăm, cũng có mua quà mua ấy cho ổng, nhưng mà nó rước ổng không đi. Ổng giận, bữa đó ổng giận nó dữ lắm. Nói chung là ổng giận, ổng nói sao mà từ hồi đó giờ mà bỏ ổng mấy chục năm nay là mấy đứa con gái là không tới lui luôn. Dạ. Còn ổng giận nhất là thằng Hoàng, ổng nói sao mà đi bỏ ổng không về thăm ổng. Nói chia sẻ ra rồi anh cũng khuyên, anh nói thôi giờ á, em coi được cái clip này rồi thì thôi thì cứ về hiếu thảo cha đi, chứ giờ cái gì mình cũng phải cho người ta một cái cơ hội. Nói chung là cha người ta cũng phải, mình cũng đâu có bỏ được mình. Mình để cho em út nó có cơ hội để nó sau này về già nó về nó phụng dưỡng ổng, có bệnh đau thì mình điện nó về nó phụng là dưỡng. Bữa về đây là về đông anh, bữa về đây cũng như hai đứa con gái với thằng gãy với con, là thuê xe về đây, là đi ô tô về đây, đi ô tô về. À, là bốn người đi ô tô về đây đón ông? Không, đi về thăm ổng thôi. Thăm ổng thôi, với nhiều khi em nó, mình nói một cái sự thật luôn là em nó đính chính lên câu chuyện đó, nó không bỏ ba mẹ nó, nhưng mà tại sao mà đăng lên cái clip bỏ cha mẹ nó. Nhưng mà anh cũng nói thẳng đó, tại vì ở đây có chị Phượng đây, rồi anh ở đây, nó tụi em về em Hoàng về đây, nhưng mà em quay em Hoàng đâu có vô cho anh biết cho anh hay, em Hoàng cứ về rồi em Hoàng đi thì em bỏ cha bỏ mẹ. Không, thì ở đây cái clip này là nó đúng như sự thật. Cái điều mà bỏ cha hay bỏ mẹ là chính ông lão chia sẻ. Đúng rồi, ông lão khi đó thì cái video đầu tiên em có ký hiệu cho ông lão, thì ông lão nói nó bỏ tôi đi rồi, nó bỏ biệt xứ rồi, nó có nhà lầu xe hơi rồi, là nó bỏ tôi rồi đó. Thì chính ông lão chia sẻ. Thì có thể là khi mà coi được thước phim này của em với anh Giàu chia sẻ thì ông bà cô bác bình luận nói là con sao như vậy như kia, thì có thể là người con có thể đọc được và muốn gặp em để về thăm ông lão một lần, để giống như là cũng để cho ông bà cô bác là không có những cái lời lẽ nữa, không có sức phạm. Nhưng mà nói thật, nói một câu thật lòng, nói với cộng đồng cô bác, ông bà cô bác ở trên mạng mà tài trợ, với ở đây có tụi em là Hoàng với tụi mấy đứa em nữa, anh nói một câu thật lòng thì tụi em thấy như vậy á, tụi em hơi bức xúc. Nhưng mà bức xúc á, tụi em là không đúng, tại tụi em bỏ ba bỏ mẹ mà bỏ cha hôm nay cũng lâu. Hoàng thì nó không bỏ, Hoàng thì nó bỏ hôm có ổng sống với nó, còn mấy đứa gái thì mình không tính đi. À, mà Hoàng sống với ổng, mà tự nhiên sống với ổng rồi có vợ rồi tự nhiên dịch rồi nó khổ, nó nghèo, nó mần mướn mà nó chung bằng không nghèo. Được đi, nó không bằng không được, nó cũng phải về thăm cái đi, không có cho tiền nhưng mà nó bỏ luôn. Mà nhiều khi nó nói là nó không bỏ, có nhiều người ở đây người ta chứng kiến luôn, là anh là người chứng kiến trực tiếp anh nói. Yeah. À, bởi vì nhiều khi là em nó chối, nó không chối được. Bởi vì qua cái clip này rồi là mấy đứa em nó nên khắc phục lại cái chuyện hiếu thảo của cha mẹ mình. À, rồi đó là gán lâu lâu về thăm ba, cho ba quà cáp, mua này mua kia cho ba. Nói chung là thôi, nhiều khi mà anh Giàu giờ cũng là người làm cha rồi, cũng có những người con lớn rồi. Đôi khi những người bậc làm cha làm mẹ đâu cần tiền bạc, đúng chỉ rồi, cần con về thăm thôi. Đúng rồi, là tinh thần thôi. Ví dụ đúng con rồi, có nghèo thế nào nhưng mà cứ về thăm cha mẹ là được. Là về quây quần bên nhau ăn một vài chén cơm đảm bạc cũng là vui rồi. Đúng rồi. Thì bữa giờ thì tạm gác chuyện đó qua, thì nghe nói ông cụ cũng đi Sài Gòn mổ mắt hả? Đi mổ mắt về. Vậy bây giờ thì anh với em vào thăm ông cụ đi ha. Nói chung mổ mắt được sáng lắm. Đi ông ơi, đi, mà đi vòng đường kia đi. Đi đây luôn. À, cái bữa hôm thì ông bà cô bác có góp ý bữa. Thế chú. Dạ. Là anh
Bữa nào thì anh thiết kế thêm cái tay vịn đó. Tay vịn nó cao cao xíu á. À, tay vịn nó cao. Như cao quá không chịu, tại vì sao cao quá là ông đứng không được, còn vậy ông mới lết được. Vậy hả? Ông vậy, ông ngồi. Ông còng vậy đúng không? À ông ngồi không, ông ngồi ông lết đó. Mình làm cao nữa. Vậy là bên này thêm cái nữa không ta? Thêm cái nữa, ông không chịu á là để bên đây là ông có bò bên đây nè. Còn bên đây ông đâu bò qua được. Đặng ông đi có vòng vòng lết ra sao đó. Rồi đi là ông cụ là đi vậy. À, đi vậy đó. Con chào ông. Ông nhớ con không? Không nghe chứ. Biết dạ. Chứ. Dễ gì quên. Ai con là ai? Thầy. Không nghe. Không biết tên. Thầy Đồng. Hả? Thầy Đồng. Cái gì? Thầy Đồng. Thôi là cái bữa giờ nước đây là vẫn xài bình thường đúng không? Bình thường. Nước ngon. Nước này xài tốt. Thôi nước kìa. Nước quý cô chú anh chị là bữa hôm thì cô làm cho ông thì nay xài rất là ngon, nước rất là mạnh luôn. Nước này nước sạch luôn này. Nước sạch lắm. Là treo đây cho ông luôn ha. Chung là thì... mình người già mình thiết kế cho cái. Mình thiết kế lại cho nó di chuyển vào trong thăm ông luôn. Ngồi đó đi, con ngồi đây cho. Được rồi, được rồi. Rồi, nay vô được cái nhà mới của ông cụ. Biết nhất không nghe. Là mà mình nhờ tôi nói với hai người này nè. Dạ. Chú điếc dễ gì nghe. Nay thấy có da có thịt được, nay toàn còn rồi. Nay có thịt rồi. Nó sụi này nè. Cầm cái ca nước có múc là, nữa ca. Anh là mình đưa đây ca xách không nổi. Sụi chân rồi, nay sụi tay rồi. Dạ, đây là mình đưa ông cụ đi bệnh viện nào và đi đưa khi nào anh? Mẫu mắt hôm rồi là đưa bệnh viện Tây Nam ở Sài Gòn. Bệnh viện bên đó là người ta cũng mổ từ thiện. Dạ. Mình chỉ tốn tiền chi phí mình đi đứng ăn uống thôi. Chứ có mua thuốc thêm phần. Bữa đó thì anh với ai đi? Anh có mình anh à. Dạ, anh chở hả? Chở xe gì? Xe hơi á, bên kia thằng em nó tài trợ nữa. À bữa hôm kia anh đó nói đó hả? Mà bên ngoài là bên lên khám thì họ nói đó. Họ nói mắt bị sao ấy? Mắt nó bị cờ mây. Chú thứ mấy thứ này à chú, không biết rồi chứ rồi chú không biết chú thứ mấy này. Vậy là mình mổ mấy con rồi? Một con. Dạ hả? Để em thử nhá. Chữ nhỏ không có đọc được không? Chữ to to. Để hôm nay đồng sẽ test thử coi cặp mắt của ông có thử thật không? Có thấy không? Không có nghe cái gì đâu. Chữ á. Ông tên gì? Dạ. Tên Lát. À, thấy chưa? Tên Lát. ông thấy rõ lắm. Rồi tiếp tục nha. Để hôm nay thì sáng tiện là mắt ông đã được mổ rồi, quý cô chú chị mổ một con đúng không? Một con. Dạ. Thì như vậy coi thấy rõ không? Không bao nhiêu. Hình như chữ vừa thôi, không bự lắm. Ừ. Hôm nay ông gì? Ông ơi, nhiêu tuổi? Dạ. 67. Dạ. 67. 67 tuổi. Dạ. Nhờ viết chữ cũng được á. Con rõ nét vậy á chứ kiểu vô rồi. Con. Đánh dần không á. Ừ. Đó không đâu có cao. Chỗ ấy viết chữ có mấy gì con hả? À. Mấy đứa con hả? Dạ. Mấy người con chứ, năm người mà giờ không có ở với người nào hết á. Lúc vợ chồng mà chia tay á là theo mẹ nó rồi ở ngoại tứ tán.
mạnh đứa nào có chồng có vợ về ở có một mình, nay là 2001 cái giờ mình một. Ông còn nhớ rõ nhà này để hỏi ông mua nhà đi. Là mình khi nào thì đi đi con đi mổ mắt kia không ấy? Có để cho ông khỏe cho ăn tháng mẹ quá. Có về được lần, có thăm được lần một không? Mổ mắt nữa. Đứa con gái thằng trai rồi. Để ăn tháng nữa để cho khỏe mình. Gì đây? Nhà gì? Nhà dài hả? Nhà này. Đẹp. Không. Nhà này nè. Đẹp. Đẹp mà quá trời nực. Ừ, quên nữa. Vậy chú cho tiền tôi đi. Đừng đi cưới vợ chứ giờ rộng lưng nằm lẻo quá trời. Quá trời hầm vô nó nóng chịu không nổi. Em thấy mát mà. À. Nó gió mát. Còn gió. Trời này đỡ, trời mà tốt nắng rồi heo rồi. Một giờ là chú xuống lô chú ngồi á. Ở đây nắng là ở nhà cực. Còn nắng hơn nữa. Ở đây là có cây mát nè. Là chị bữa chị Phượng bữa mà mấy người con về thì chị có thấy không? Có. Con trai chú với con dâu với nhỏ con gái thằng rể là bốn đứa, đứa cháu ngoại nữa, năm người về thăm ổng. Ờ về rồi có nói rước ông đi gì không chị? Kêu chị hỏi ổng đi không, ông cụ nói không đi, ổng nói đi lên trển rồi chân cẳng ổng vậy thì ổng đâu ở được, mà nói rước mà ổng biết nó có rước không nữa. Hay là nó nói gì cho qua. Mày nói thì chú có đi thì đi, chú đi với nó. Quan trọng là rước thì được đó, mà nuôi ông có được hay không. Rồi ông mới nói thôi thay vì giờ có ông được cái nhà gì ông ở rồi thì làm tháng hay tháng gì đó tụi con có thương ba thì gửi cho ba 500 triệu gì ba sống qua ngày. Mà trước giờ đâu có gửi đâu. Bữa đây về không biết có cho ông tiền không biết. Không, bữa đó không có cho. À, hỏi ông coi. Con về có cho tiền không? Con hả? Về có cho tiền không? Không. Hả? Không. Không cho. Không. Trời ơi, sao vậy? Nó về lần hai lần rồi tới giờ rồi. Nay là hai mấy năm á. Bữa đây á mới về nè, mới về thăm á. Có về có một lần một à. Có cho tiền không? Không. Không có cho. Dạ, là cái này là chắc không có đâu. Mổ mắt này nè. Nó có lên tới mà không có cho 50 xu. Có. Bữa nhỏ con gái có cho 500 ngàn. Không, tôi có nhỏ con gái thứ hai á, là 20 mấy năm nay tôi mới gặp nó đó. Cho nhiêu? Cho 500. Cho 500 mà. Cho 500. Còn hai đứa kia Trung Quốc. Hai đứa kia nó mua sữa thôi, mình nói thôi đó. Hai mấy năm đó mới gặp đó, lúc mà mổ mắt này là nhìn nó không ra. Rồi con nó nói đó, vậy chứ cha được mấy người con. Tới 5 người. 5 người thì thôi nói tên á đó. Chỉ đó, là chỉ tiền á. Nhưng mà thôi đâu không thấy mất mờ câm không thấy. Hồi đó mổ đang mổ. Bữa hôm đang mổ. Còn là còn cái tai mà mình khám cho ông thì sao rồi? Bữa đó lên trển khám cái tai á. Bữa khám cái tai là đi qua đó mua cái tai cho ổng, là nói cho ổng nghe. Mà gắng cố gắng mua cho ổng mà đưa vô cái nào cũng chê ù ù không. Mà về đây. Về đây sao mà ổng nói là cái tai bất hoạt được chưa? Cái tai 6 triệu đó là ổng nghe được, tiếng đặng tiếng được. Phải bữa đó mà ổng nói luôn, anh mua luôn rồi. Ổng nói với chị á. Là cái tai 6 triệu á là ổng nghe khoảng được thí dụ 10 tiếng ổng nghe được 7 tiếng mà tới 6 triệu lận. Hồi chú nói với vào chú cũng có nghe luôn cho rồi. Đặng cho nó khỏi mua. Ổng sợ nhiều khi bệnh hoạn đồ này kia để dành số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ đó để sống qua ngày. Ổng nói mua gì tới 6 triệu thôi kệ vào lỡ rồi để điếc luôn đi chứ nghe rồi không có tiền ăn cũng vậy. Mới cũng dạ, thường vậy lúc chú lâm nạn á, chú mổ tay này nè, 2 tháng 2 tuần, 4 tháng 2 tuần nằm ăn dưỡng, không có về thăm cha gì, không có đứa nào hết.
chỉ hệ sống có thằng này với thằng danh ngoại nó tới lui rồi thăm. Có bà này không? Ý thím chủ này chỉ là có ba người á, ở đây chỉ có ba người thôi là tới lui á. Chú đây đâu có bà con ai đâu, không có người nào hết, ở toàn là người dân không. Rồi tự sống rồi bước vào sống, từ ngày lắm nạn cái tay này với sụi hai cái giò là đành chịu bó tay. Chứ chú lằn lộ dữ lắm, dễ gì ở không. Kể từ ngày mổ đến giờ thì ông có đòi đi làm đâu? Có, ông cũng có đòi đi ấy mà anh Phiên thôi đi làm đó thôi. Tại sáng. Vì cái mổ này là nghe nói phải kiêng bùng á, kiêng... đi lại. Đúng rồi, sợ nó văng vô nhiễm trùng mà cũng trời độ cũng được, ông cũng kỹ. Dạ. Cũng đỡ đỡ, cũng rầu cũng chết bữa mổ về rầu. Sao rầu vậy? Rầu là sợ là ổng không nghe mình á, rồi ổng tự làm theo ý ổng á. Mà cái lúc đó là anh đang xả lúa nữa, anh cứ sáng anh chạy vô để anh hỏi thăm ba chuyện rồi thôi. Dạ. Rồi sau này qua mấy bữa sau, cả tuần sau cái anh hỏi mắt giờ thấy chưa, ông nói giờ ngon lắm rồi, giờ qua xong thấy rõ. Dạ, vậy cũng mừng. Vậy cũng mừng cho ông. Chỉ cái tay thôi, ông tiếc tiền. Dạ. Ông dám mua cái không có, bữa đó là anh không có tiếc tiền. Tại vì ông ý là ông á. Ý ông á. Ông nghe cái ông Võ Bà Đảng bữa đó anh đâu có nói đâu, anh nói dốc ông á là ít tiền nhưng mà về đây anh mới nói thiệt. Vậy anh nói là bữa đó dơ cho cậu cái tay đầu tiên á là cái đó là 6 triệu mà cậu có nghe được hay không? Ổng cái đó thì mà ở chỗ anh đưa vô thử ha, là anh hỏi ổng, nhiều khi anh hỏi ổng là ổng biết, tại không biết là anh với ổng nói chuyện là có nghe không mình không biết, chứ nhỏ kia nói ổng 3-4 tiếng thì ổng biết mà ổng giấu luôn, ổng không thèm mua. Chắc ông cũng tội ông nghĩ là số tiền mà lớn. Quý nhà hậu tâm giúp á, thì ông để dành về cuối đời. Ông cũng sợ là khi mất thì không có mua hàng nữa, rồi tùm lum nữa. Ông có tâm sự với anh không? Có. Ông nói là tiền đó, ông cũng khôn lắm. Ông nói để gom là nhiều sắm vàng. Rồi ông gửi đó, rồi sau này cũng có gì ông lấy ra lần lần, ông mượn lần lần ông xài. À, chứ giờ để tiền ông nói sợ để tiền thì nó mẹ lẻ mẹ à, ý là mua vàng để làm của là cho ông biết đời. À, cuối đời ông có biết là ông sống được bao nhiêu chỉ vàng vậy đó. À, nói chung là ông cũng thủ, nhưng mà ở đây mà anh với chị Hợp giữ cho ông thôi chứ đâu có chân đâu này có teo hết rồi này. Ừ. Là... hai cái ủ này nó bự lên vậy đó, chứ còn ngay nữa không được. Vậy mà kêu con là cưới vợ. Ghế không không à. Vậy mà kêu cưới vợ, Tìm vợ hả? Nè. Viết chữ cho bự lên. Không phải viết cái nét rõ là không phải viết. Chứ chữ nhỏ chữ lớn không? Vợ. Có một. Ý là cưới vợ cho ông. Chia tay có một mà. Cưới nữa không? Nhưng mà cảm nhận hôm nay mà quay lại gặp ông thì da dẻ nó hồng hào hơn lúc trưa rất là nhiều luôn á. Giống như ông được sống lại một lần nữa anh ha. Được, nghe tốt. Kiểu như nói chung khi, là khi trước mà không được quý ông bà cô bác giúp mà làm nhà chắc giờ nhà kia nó sập luôn rồi. Thanh thằng rồi. Sập rồi. Mẹ rồi. Hôm rồi gió mà cái nhà anh chồng muốn sập mà đừng nói chi nhà này. Gió dữ luôn. Cũng mừng là biết sao, thứ nhất là giờ chỗ ở này của ông là sạch sẽ này. Sạch sẽ với là chỗ nấu ăn cũng rất là sạch sẽ. Lúc trước em tới đây chỗ bề bộn lắm. Nó cái chỗ ngủ với chỗ nấu ăn nó gần nhau vậy đó. Bề bộn. Vậy anh giàu giờ những người con thì không thể đón ông đi được. Rồi là những phần cuối đời còn lại thì ai sẽ là người lo cho ông? Nếu nói ngàn câu thật là nghe các anh lo nữa chứ ai. À, hỏi một câu nha, ví dụ như nhiều khi anh lo cho ông cụ vậy là đi bỏ công nhà việc nhà mà đi Sài Gòn như vậy thì không biết thì vợ anh thì có buồn anh không? Không, nói chung là bà xã anh tốt lắm, bà xã anh là biết ra cũng bà cũng làm từ thiện, bà cũng thương người, thương cha thương mẹ, bà thương ổng còn hơn anh thương ổng. Sao nhắc đến lại khóc nữa rồi. chị Phường này khóc nữa nè, sao ạ? Tại vì thứ nhất là mình sao cả động tới cha mẹ, sao mà anh sao mà động tới cha mẹ là khóc rồi. Khóc nó ngộ vậy, tại mình mất cha mất mẹ.
khóc. Không biết khóc. Giàu khóc. Nó khóc khi khóc thầm đâu có trước mặt tôi biết. Nhiều khi thấy cậu Út nó bệnh hoạn ốm đau vậy đó là thấy nó tội, có một lưng ngựa mà bệnh hoạn vậy không ai nuôi, nó khóc thầm vậy chứ rồi chứ đâu có khóc trước mặt đâu. Khóc thầm vậy chứ dễ gì. Rồi là ông cứ lo vậy, nhưng mà những phần cuối đời ví dụ như khi mà ông mất đi thì không lẽ bà con ở đây bỏ ông? Không bỏ đâu, với thứ nhất nữa giờ có ông anh đó, ông anh ruột, bà chị ruột, bà bữa đó chị hay là em, chị có xuống đây thăm. Rồi bên cái phần của ông cậu Năm cũng có cái nền mộ nghĩa trang gia đình, cũng có sắp xếp với anh Lực á, anh Lực có điện hỏi thăm là cũng nói chung là cũng có thương ổng, cũng kêu ổng về mà ổng đâu có về chảnh. Chừng nào ổng chết, ổng nói chừng nào ổng chết ổng mới về chảnh. Dạ. Cũng tội ha. Tội. Không, nhiều khi ông thì không có buồn gì, ông chỉ buồn là tại sao cuối đời ông lại như vậy buồn con. Nhiều khi ông cứ nhìn chầm chầm vậy chắc có những cái nỗi buồn của người cha. Nói chung là ông nghèo. Cố lắm. Mới 2-3 bữa trước Hoàng nó điện. Hoàng nó điện chị, nó nói chị lấy máy cho em gặp cha, không chịu nghe đó vào. Không nghe, ông còn giận Hoàng ghê lắm. Ông ngàn tiếng. Hồi nãy một chi tiết mà ông cụ nói là cái thời gian ông cụ bị lâm nạn mà mổ tay á, khi đó bỏ bê chắc từ đó đến giờ ông giận buồn. Nói chung là tay ông ha, là lóc hết thịt luôn. Tưởng đâu là ông bị tiểu đường là nặng lắm. Lúc đó anh sợ là ổng nặng là anh mới khổ nữa. Ê, nhà xuống dưới trị cũng có trúng bệnh cái nó hết luôn, nó không có nhiễm trùng, nó không làm độc, nói chung trời cũng thương. Cũng thôi không thì ngày trước là anh giàu tâm sự là anh giàu cũng không có cha hả? Không có cha mẹ mất, hay là không có anh mồ côi ba mẹ anh là lúc anh chỉ có 7-8 tuổi thôi. Bây giờ nhận ông cụ làm cha luôn đi. À, bây giờ mình xưng ra ngoài, mình xưng làm cha có ho cũng hỏi không hỏi, hỏi ông cụ ông chị quá. Nhận giàu làm con. Chịu không? À, em đi vậy. Viết rõ rõ rồi, viết nhỏ nhỏ ông cũng thấy nữa. Em hỏi anh chịu không nha, chịu anh giàu làm con của cậu không? Nhẫn vào làm con. Chịu không? Nó hồi nào giờ đó đây về sống qua lại là cậu cháu thường xuyên, có gì ngon là chạy bưng vô cho cậu ăn. Nhận làm con không? Làm con không? Chịu không? Nó đây chỉ có một mình là thân nhất. Chịu làm con không? Lo lắng cơm gạo này kia nó cho không đó là... Chỉ là giờ chịu nhận giàu làm con không? Kia thì thím Vũ lâu lâu mua thịt heo hay gì đó, thế lâu lâu thì mua cho. Chịu không? Được không? Không nghe rõ. Làm con thì nó là con cháu thôi, lâu lắm rồi. Cả mấy chục năm nay nữa mà. Từ 2001 á, là xuống ở nhà nó đó. Rồi ra đi làm đặt lợp, rồi cơm nước nó nấu ăn không chứ khỏi. Rồi thời gian mới là cất chòi ở, mới tư riêng. Có cô Mạnh Thường Quân nào gửi cho chú 10kg gạo. Hả? Gạo. Gạo hả? Dạ. À, anh giàu sánh đây thì cũng là video thăm lại ông cụ á. Thì cũng là chỉ có chị Phượng ở đây thì không biết cái sợi dây nào mà lại dù ông lão thì không có ruột thịt gì với anh, nhưng mà sao anh lại dành tình cảm nhiều cho ông lão như vậy? Anh cái này là nói từ cái đáy lòng của anh luôn. Riêng ông cụ này cũng vậy, mà riêng người nào cũng vậy. Anh mà anh thấy người già mà neo đơn là anh thấy anh cũng thương, thương như cha mẹ ruột thôi. Nhưng mà ông này thì nặng hơn, tại vì ông này á là
Cái thứ nhất là con không có bỏ bê, rồi là tụi em nó không chăm sóc, và anh ở đây chăm sóc. Nói chung là ổng còn, họ còn bằng được á, là ổng cũng thương anh lắm. Rồi từ đó, đó rồi anh cứ nghĩ ổng là cha thôi, chứ bữa anh nói hoài với vòng vòng nói chơi với mấy ông này, tới nơi tôi chứ sau này chứ ông Út chắc tôi lo nữa, mấy ông nội ơi, chứ ai đừng lo. Cái vòng vòng sớm này ai cũng nói chắc mày lo chứ ai lo. Nhưng mà giờ thấy lên được cái clip này mà mấy đứa em á, nó quay lại mà nó làm được cái hiếu thảo đó, anh Giàu rất là mừng. Anh Giàu rất là mừng, vui lắm. Nói chung là anh Giàu vui vô cùng, là mà mình đã đánh thức cái, nó tỉnh ngộ được, nó đã cảm nhận được cái tình của cha cả thứ thiên liêng vậy, là anh Giàu cũng mừng. Chứ anh Giàu không có nói là mấy người con về thì có nói gì với anh Giàu về vấn đề ông không? Không, nó không dám nói gì hết. Tại vì thứ nhất ý là nói, có nói là sẽ chăm sóc không? Có, nó cũng có nói là rước ổng mà về, mà ổng nói ổng không chịu. Chứ còn như những cái lời nói của anh là tụi em nó không có nghe hết, chứ nó không có dám cãi. Yeah. Tại vì thứ nhất là anh Giàu nói cái chuyện có anh Giàu mới nói, còn cái chuyện không có anh Giàu không có nói. Yeah. Thứ nhất, từ đó cái mực sống của anh Giàu từ đó giờ nó là như vậy. Yeah. Nhiều khi ổng lên bệnh viện á, chảnh cái bữa đó ông nói con mà thua người dân. Ông nói luôn hả? Ông nói vòng vòng nó, ta đâu biết, ta tưởng anh là con ruột không, mà anh mới nói là tôi với ông đâu có bà con gì đâu. Tôi nói trời, không bà con mà sao mà thương ổng, mà lo cho ổng dữ, mổ mắt ổng là anh ở trong suốt luôn. Tại vì vô trong mổ mắt á là nó khó lắm, nói chuyện lớn á bác sĩ la, nếu mà la là đuổi về luôn á. Tại vì trong đó ta khó lắm, mà ổng lãng tay nó, anh chỉ ra dấu này kia, anh năn nỉ bác sĩ này kia, mổ được anh mừng vô cùng, anh mừng. Dạ, thì hôm bữa tôi nghe chị Phượng có nói cho em là ông cụ mổ mắt rồi đồng ơi, mổ một bên này, giờ ông cụ nhìn thấy đường thấy chữ rồi, em cũng mừng lắm. Do vậy thì hôm nay sẵn có chuyến mà đi gần gần đây thì em thăm lại, cũng nghe cái thông tin là những người con thì cũng có về đây muốn rước ông lên, thì để thăm lại đây xem là đã rước hay chưa đó. Mà về quay lại thì đây vẫn thấy ông sống ở đây. Rước ông đi đâu? Chắc cuối đời ông cũng ở đây. Sau này ông sống mà cũng mất là mất ở đây luôn. Chắc có lẽ là vậy, hoặc là mất xong rồi chắc về chợ ảnh. Về chợ ảnh chưa an táng ở chợ ảnh. Dạ. Chị điện với anh Giàu, ôi với anh Hoài. Ngày mai chị tính đi một quá khám bệnh ổng. Tại vì trường nghỉ học rồi nè. Dạ. Cái số tiền của số tiền mà để dành chữa bệnh cho ông thì còn không anh Giàu? Còn. Tại vì bữa đó đi á, là nói chung là đi cũng không có chi phí nhiều. Nhiều khi anh tính những cái đại khái thôi, còn những cái lặt vặt là anh tự bỏ tiền túi ra. Tại vì mình lo được nhiêu lo đi, còn của ổng để dành dụm đó cho ổng. Ổng cũng tội nghiệp cưng ơi. Cũng ráng mà cũng đi xuống dưới xuồng đó đó, kiếm được con cá nào ăn con cá nấy, chứ cũng nhín nhút tiện tặng dữ lắm. Không dám xài. Không dám xài. Nghe kêu anh Giàu đi lấy tiền hết mua vàng để dành là biết rồi. sợ xài hết. Nói chung là mua mấy chỉ để dành, đằng sau này có mua cái hòm. Yeah. Không có cần tới, có nghĩa là không có phiền tới ai á, không phiền tới dòng họ con cái gì hết. Nói chung thì cũng nhờ sự yêu thương của ông bà cô bác, nếu mà ông bà cô bác cũng giúp cho ông lão thì không biết hôm nay ông lão còn ngồi mà nói chuyện với anh em mình như thế này hay không. Nếu mà theo như anh biết á, nếu mà không có quay lên cái clip này nè, rồi không có Mạnh Thường Quân hỗ trợ là chắc ổng đuối lắm. Ổng yeah. Buồn. Ổng đuối gì? Ổng nói lúc mà đồng chưa xuống á, là ổng còn có 85 ngàn à. Ổng nói ổng ăn hết nhiêu đó, ổng tự tử cũng chết. Nói thấy ghê không? Nói vậy luôn hả? Ê, chú còn 85 ngàn à, con trong mình chú á. Nếu mà xong không xong á, là chú tính chú. Ừ. Này Đồng làm cái gì với ông, là viết chữ không á quý cô chú chị? Ừ. Ông thấy rồi. Thì bữa hôm thì cũng có một số anh chị gửi thêm cho chú một ít để chú mua gạo á. Ừ. Nói chung là em đã nhận rồi thì em sẽ quay trở lại và trao cho hết đi. Đó là có người anh là anh Duật thì gửi cho ông cụ là 1 triệu đồng.
hình trụ sở thành phố Hồ Chí Minh á. Vậy là có em không gian gửi cho ông 500 ngàn. Em không gian thì gửi cho ông 500 ngàn. Mà anh chuột thì là gửi cho ông 1 triệu. Với lại một chú sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa thì gửi cho ông 500 ngàn. Là tổng là 2 triệu. Cái này chắc đưa cho ông luôn ha. Đưa cho ông giữ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ông cũng phải có tiền không xài. Trời ơi, tiểu á. Cho đó. Nhưng... Rồi, mơ ơn á. Sao? Mơ ơn chú Hải á. Đây, 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 đây. Ơn. Cảm ơn. Cảm ơn ông bà. Cô bác. Giúp cho đỡ. Cảm ơn ông bà giúp đỡ. Vui không? Vui không? Vui. Thôi ăn hết 85 ngàn đó là tự tử rồi. Hôm trước đó đồng, chị có nhận của chị Thảo ở bên Úc gửi về cho cái anh ở ngoài Bình Định á, ảnh có chuyển vô cho chú 3 triệu á, chị có đưa á. Chị cũng như chị Thảo, anh Bình Định như em cho số chị á. Tại vì em nói là em mới ghé thăm xong, anh có gì anh liên hệ trực tiếp cho chị Phượng ở đó thì đưa trao cho ông. Dạ. Thì anh Giàu cuối lời thì anh Giàu có gửi lời gì đến quý ông bà cô bác trên kênh của em không? Dạ. Thì cuối lời thì cũng thay mặt ông cậu cũng bà con lối xóm ở đây cũng cảm ơn bà con cô bác tài trợ cũng như ở Việt Nam và nước ngoài cũng tài trợ cho ông cậu một số tiền. Nói chung là đối với Giàu với ông cậu là nó cũng rất là lớn. Cũng chân thành là cảm ơn bà con cô bác được dồi dào sức khỏe, rồi gia đình được an vui và hạnh phúc, cũng thay mặt đó cũng cảm ơn. Nói chung tổng cộng trao cho ông cụ mấy lần chắc cũng hơn 40 triệu rồi. 40 triệu, hơn 40 triệu. Hơn 40 triệu rồi. Dạ. Hơn 40 triệu. Dạ. Nhưng mà thì... cũng nhín nhút lắm, cũng còn được mấy chục. Dạ. Chị Phượng, chị có gửi lời gì không? Hồi nãy cũng thấy rưng rưng nước mắt rồi đó. Chị cũng gửi lời thăm chúc sức khỏe quý mạnh thường quân trong nước ngoài nước, rồi chị cũng chúc cho em có nhiều chiến thiện nguyện nha đồng. Dạ. có nhiều mạnh thường quân tin tưởng, rồi cho em làm những chiến thiện nguyện gì rồi được nhiều hoàn cảnh như gì thật. Dạ. Là quý. Mừng lắm, quý lắm đồng ơi. Ông cụ ấy coi, ôm cái. Ôm. Ôm con cái. Ôm cảm ơn. Cảm ơn, ôm cảm ơn. Ôm cảm ơn. Ôm cảm ơn. Ôm cho ôm luôn. Ôm cảm ơn chú Hai. Ông ý sao không? Ông ngại á, không có mặc áo rồi này kia đó. Dạ. Bảo rồi đó giận vậy không? Dạ. Rồi thì cuối lời thì đồng cũng thay mặt hoàn cảnh của ông cụ thì hôm nay đồng muốn tới đây để báo cho quý cô chú anh chị một tin vui, đó là ông cụ đã được mổ mắt và con mắt hiện tại đã sáng rồi. Thì anh Giàu với chị chị Phượng sẽ sắp xếp công việc, tại vì đang mùa lúa, vừa thu hoạch lúa, với anh Giàu thì đang gieo xạ đúng không? Xạ lúa thì chưa có thời gian, anh Giàu sẽ sắp xếp để đi mổ con mắt thứ hai cho ông. Tại vì đôi mắt sống một mình thì đôi mắt cực kỳ quan trọng luôn, ông có thấy đường thì có đi lại được. Đồng cũng không biết nói gì hơn thì rất là vui luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đồng và anh chào chị Phượng và ông Láo. Chào ông bà, cô bác. Cười. Cười nha. Này có nụ cười rồi. Ngon lành rồi. Dạ, chào anh nhé, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn Đồng nhiều nha.